Dạ, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ở bên Thiền Tông thì các vị truyền tâm ấn được làm tổ, nhưng mà Tịnh Độ Tông thì không có truyền tâm ấn. Tịnh Độ Tông đó là cái người vị đó mất, xong rồi bao nhiêu vị cao tăng người ta thấy mà cái công hạnh nó quá sâu thì mới tôn xưng làm tổ. Mà từ lúc sơ tổ Huệ Viễn thì cái thời của tổ Bồ Đề Đạt Ma tới bây giờ chỉ được có 13 vị thôi. Còn bên Thiền Tông thì đếm không có hết, nhiều lắm. Có nghĩa rằng ở bên Tịnh Độ Tông 13 vị rất là xuất sắc. Còn nhiều vị mà giỏi gần gần như vậy người ta không có đưa lên làm tổ, nhiều lắm. Thì ở trong sách có cái Từ Vân Sám Chủ nè ha, có cái vị gì mà Chứng Hiếu đọc sách thấy người ta vãng sanh đông lắm mà cũng chưa có được làm tổ. Mấy cái vị cao tăng ngày xưa đó thì thí dụ có cái đạo tràng như vậy thì ngài cứ dạy tịnh độ đó năm 30 năm, tất cả trong vùng đó Phật tử vãng sanh cứ nghe hoài thôi, cứ vài tháng là thấy có người vãng sanh như vậy đó. Mà thường thì cái vị đó đi khai thị, mà thường đó đó, để Chứng Hiếu lật sách, Chứng Hiếu kiếm cái tên của ngài nổi tiếng lắm, mà ngài đó là giữ giới luật cũng là đệ nhất nữa, mà dạy niệm Phật thì ai cũng vãng sanh đông lắm. Cái trong sách thì đệ tử của ngài vãng sanh cư sĩ không à, đông dữ lắm. Phần nhất là gần còn cái thời đó, phần nhất thì đệ tử vãng sanh không biết bao nhiêu người, nhưng mà phần nhất khi mà mất đó thì nằm cái thế của Phật, Chứng Hiếu được xem tấm hình đẹp dữ lắm, đẹp lắm. Cái đôi dép để thiệt là ngay, cái đôi dép để đẹp lắm, rồi ngày nằm đẹp hơn hồi sống không biết bao nhiêu lần. Phần nhất thì xuất gia hơi trễ, rồi lúc còn sống thì cầm kỳ thi họa, nhạc kịch, tất cả cái gì cũng là đệ nhất hết, giỏi dữ lắm. Rồi khi đó đi qua Nhật học cái gì nữa đó, ngày về Trung Quốc nổi tiếng lắm. Hồi lúc còn trẻ thì văn thơ chữ viết là đệ nhất, không có ai viết đẹp bằng đâu. Chữ viết bây giờ cũng còn lưu lại đó, chữ viết của Hoàng Nhất đẹp lắm, viết liễn đẹp lắm. Thì sau đó mình xuất gia không có bao lâu đó thì làm tổ sư rồi, không có bao lâu đâu là đã lên tới cái bậc giống như là tổ vậy đó. Thì Hoàng Nhất đó là giữ giới luật hạng nhất của Trung Quốc, nói về giới luật là không ai bằng đâu. Thì ngài đó là giống như tổ sư giới luật, nhưng mà kính ngài Ấn Quang như là thầy vậy, lúc nào cũng hướng về ngài Ấn Quang đảnh lễ đó. Thì cùng thời với ngài Ấn Quang. Còn cái vị mà Chân Hiếu nói là hơi xa một chút, thì nói chung đó là Tịnh Độ Tông đó, những cái vị mà như là Quảng Khâm Hòa Thượng cũng không có thể được làm tổ. Nhiều vị giỏi lắm, nhưng mà những cái vị làm tổ sư đó là không phải thường, phải cỡ ngài Ấn Quang hay là ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích, ngài Thiện Đạo, những cái vị đó là chắc là cổ Phật hết tất cả đâu, không phải Bồ Tát thường nữa. Bồ Tát mà chắc là Như Quan Thế Âm Bồ Tát thế đó. Cho nên đó là những vị tổ sư của Tịnh Độ Tông đó thì không phải thường. Thì mình nghe tới tổ sư Tịnh Độ Tông đó thì một chữ cũng không có sai. Không có ai dám đụng tới hết đâu, không có cuốn sách nào dám đụng tới các ngài đâu. Tại vì các ngài có lẽ là Phật hay là Bồ Tát cao cấp như thế nào đó, không có phải thường. Thì mình học cái kinh A Di Đà này cũng vậy, là tổ thứ 9 Hữu Ích Đại Sư cũng là ngài Ấn Quang cũng ca ngợi ngài Hữu Ích dữ lắm. Ngài Hữu Ích đó có thể là cổ Phật chứ không phải là Bồ Tát thường đâu. Cho nên giảng kinh Di Đà mà ngài Ấn Quang nói Phật giảng cũng không hay hơn nữa. Nói như vậy thì ngài là phải là Phật phải không? Ngài Ấn Quang nói không phải người mà thường đâu. Ngài Ấn Quang nói là nó dễ sợ lắm. Ngài Ấn Quang nói là Phật
Thích Ca có thể hiện cũng không hay hơn được. Đó là lời của tổ nói đó. Thì mình học ở trong đây thì mình mừng lắm. Tổ nói đó là tôi cúi đầu cầu nguyện, tôi cúi đầu cầu nguyện những cái vị xuất gia mặc áo màu nâu, những cái vị tại gia mặc áo màu trắng, áo màu, người trí tuệ và người không có trí tuệ, đối với cái pháp niệm Phật này rất là viên đốn, rất là mau chóng, là cái pháp mà rất là giản dị, đừng có xem nó là khó, đừng có bao giờ nói nó là khó mà sanh cái tâm thối lui, đừng có cho nó là dễ mà lười biếng không có cố gắng, đừng có coi nó là nông cạn mà khinh miệt nó, đừng có coi nó quá sâu mà không có dám tu. Vậy thì thường đó, mình đối với một pháp môn khó thì mình sợ, mình không dám tu. Tịnh tông thì dễ thì mình lại khinh miệt. Nhưng mà mình đâu có biết tịnh tông là giải thoát đông nhất trong tất cả các pháp môn đó. Thì dở sách mà xem đi thì chỉ có tịnh tông là giảng giải vãng sanh đông nhất à. Không có cái môn nào bằng hết á. Từ xưa tới nay tịnh tông cứu chúng sanh đông lắm. Mình dở sách xem nó nhiều người vãng sanh lắm. Cho nên tịnh tông, nếu như mà xem thường tịnh tông đó, thì nếu như mà có một câu nào lỡ lời đó thì đọa địa ngục lâu lắm, không có ra được đâu. Là phỉ báng tịnh tông là chết, chết nguy hiểm vô cùng. Tại vì cái pháp bí mật mà cao tột như vậy mà phỉ báng thì chết. Cũng như thiền cũng vậy, phỉ báng thiền thì không có bao giờ giải thoát, chắc không có giải thoát được rồi, chắc phải xuống địa ngục A Tỳ không biết chừng nào mới ra được. Bởi vì phỉ báng mấy cái pháp môn lớn nguy hiểm lắm. Bởi vậy Ngài nói đối với pháp môn này đừng có cho là khó, đừng có cho là dễ, ra sức mà tu. Đừng có coi nó dễ quá rồi khinh miệt nó, cũng đừng có thấy nó khó quá mà coi thường nó. Thì tổ thứ 12 dạy đó là tu phải tu trong từng ý niệm. Cái điều này chân hiếu gần đây mới thấy được, thấy được thì mừng lắm. Tu phải tu ở trong ý niệm là Lý Bỉnh Nam dạy đó thì rõ, nhưng mà đọc lời của tổ thứ 12 thì rõ lắm. Tu hành là, bây giờ đọc của tổ thứ 9 cũng nói như vậy à. Một niệm mà niệm Phật đó thì cái niệm đó là vãng sanh ở chỗ đó, cái niệm đó là đúng. Bởi vì tu đó, thí dụ mình đó, một sáng tới tối có bao nhiêu cái ý niệm mà niệm Phật là đúng, còn bao nhiêu là sai hết, là trồng nhân sai lầm, đó là như vậy. Cho nên đó, nếu mà mình cố gắng một ngày nào đó không xa đâu, mình sẽ làm được. Cái nhân nào mình trồng cũng đúng hết thì mình vãng sanh à. Câu nào cũng trồng cái nhân tịnh độ thì là câu nào cũng ngồi trên hoa sen hết đó. Nhưng mà chúng ta còn trồng một một câu niệm Phật, suy nghĩ hai ba câu như vậy, vậy đó. Chúng ta trồng không có đàng hoàng. Cho nên đó là tổ sư nói giống như cái con, mấy cái con mà ong hay là gì mà nó làm mấy cái tổ gì đó, nó phải làm từ từ, mà nó làm một hồi cũng thành cái tổ. Mình cũng vậy, niệm từng câu, niệm lâu thì thành một khối. Nếu mình học theo những cái con vật đó, mình sẽ giải thoát. Những cái con đó giống như là nó làm tổ, hay là con ong con gì đó, ngài ví dụ nhiều lắm. Hay là cái con làm con gì, và nó làm từ chút vậy đó. Mình thấy biết chừng nào mới xong. Nhưng mà mình cũng vậy, tu từng câu mà tu riết thì nó thành từng câu. Cho nên nó tu hành là tu từng ý niệm nào cũng tu. Thì niệm Phật niệm bằng tâm, thì cái đó để bữa nào mình sẽ nói nhiều. Tâm là cái gì thường là mình không có biết. Ngày xưa Chứng Hiếu cứ nghĩ là Chứng Hiếu biết, nhưng mà bây giờ ấy biết là biết sai rồi, không có đúng. Cái danh hiệu A Di Đà Phật mà mình niệm đó, cái danh hiệu này
là cái danh hiệu rất là chân thật, không có thể nghĩ cũng không có thể bàn về công đức của nó được. Đó là vô lậu bất khả tư nghị. Cái danh hiệu này đó, Lý Bỉnh Nam nói người nào hiểu được cái danh hiệu này sẽ là thành Phật, sẽ giải thoát. Chính Lý Bỉnh Nam hiểu được có ba chữ thôi, sáu chữ mà ngài nói tôi hiểu được có ba chữ thôi, còn ba chữ tôi hiểu không được. Cho nên cái danh hiệu này không có thể nghĩ, cũng không có thể bàn, cũng không có giải thích được nó. Thì đó, Lý Bỉnh Nam nói đó, nó cũng là một thần chú mà thậm thâm nhất của chư Phật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật là tiếng Phạn, cũng là nguyên âm của Phật nói ra. Nó là một thần chú nữa, mà nó là thần chú cao nhất trong tất cả chú. Ngài cũng nói như vậy. Mình khi mình niệm cái danh hiệu này thì cái danh hiệu này là chân thật lắm, mà cái tâm mà mình niệm cái danh hiệu này cũng rất là chân thật, bởi vì nói bằng tâm hết tất cả, chứ không phải nói cái miệng niệm danh hiệu này là cái miệng chân thật đâu, mà nói cái tâm niệm cái danh hiệu này, cái tâm đó rất là chân thật, cũng là chân thật dữ lắm. Cái tâm mà niệm Phật cũng không có thể không có thể nghĩ, không có thể bàn, vì niệm một tiếng Phật, khi mà mình niệm được một tiếng Phật thì cái tiếng Phật đó cũng không có thể nghĩ, không có thể bàn. Mình niệm 10 tiếng, cho tới 100 tiếng, cho tới 1.000 tiếng, cho tới 10.000 tiếng, cho tới vô lượng vô số tiếng, tiếng nào cũng là chân thật, cũng không có thể nghĩ, không có thể bàn. Có nghĩa là tổ nói dù có thần thông sao cũng không có nghĩ bàn được công đức của nó, tại tiếng nào nó cũng là chân thật. Bởi vì người ta tu, Lý Bỉnh Nam nói niệm Phật làm sao đó cho đừng có sót cái chữ nào hết. Thì chân hiếu bây giờ đọc sách mới thấy tổ sư nói như vậy nhiều lắm, mà mình niệm ít có ai niệm được mà không có sót. Có nghĩa là sáu chữ đó mình niệm rõ lắm được ba chữ, bốn chữ, hai chữ kia là nó mờ. Hoặc là mình niệm rõ được hai ba câu, khi mình niệm rõ nó thâm nhập trong cái tâm đó thì ấn quang này nó in trong cái tạng thức liền đắc thanh tịnh. Người nào mà được năm ba câu rõ thì sẽ thấy, phải không? Có lúc mình niệm nó rất rõ, có lúc nó mờ mờ. Nếu như mà tu đúng pháp đó thì câu nào cũng là chắc như vậy, câu nào cũng rõ như vậy. Thì tu được 108 câu trước, rồi tu tới 1.000 câu, 1.000 câu rồi tu tới 10.000 câu. Nếu mà được 10.000 câu đó thì mà không có bị mờ đó thì không có thể nghĩ, không có thể bàn. Có nghĩa là sự bản sanh không có xa đâu, không có khó đâu. Chân Hiếu nghĩ Chân Hiếu cũng có thể làm được, một ngày gần đây lắm thôi, thế nào cũng làm được, tại vì không có khó. Thật là không có khó. Ngài Lý Bỉnh Nam nói còn mạnh hơn, nói là nhất tâm bất loạn không có khó. Nói như vậy, cái đó thì khó lắm, mình làm có được. Nhưng mà niệm cho nó an lạc, không có bị suy nghĩ thì không có khó. Nhưng mà những cái ngày ban đầu thì khó. Ngày xưa Chân Hiếu cầm cái sâu chuỗi 27 hộp, mà niệm trong 27 hộp đó cái âm thanh liên tục không có bị gián đoạn thì mới tính. Thì một ngày như vậy niệm được 3 sâu như vậy là giỏi lắm. Thường là nó gián đoạn, nhiều khi nó loạn đó, niệm mới có 3 hộp là nó suy nghĩ à. Ba hộ suy nghĩ, mình lần lại cái hộp đầu tiên, ba hộ suy nghĩ nữa, muốn cái hạt thứ tư cũng làm không được. Nó là như vậy đó. Thì đạo chứng pháp sư cũng nói, tôi cũng lần theo Lý Bỉnh Nam dạy, mà cái sâu chuỗi tôi ba cái hộp đầu nó đẹp, mấy cái hộp kia nó không có đẹp, nó bóng có ba hộp à. Có nghĩa là hộp thứ tư là nó suy nghĩ rồi. Cho nên nó là làm sao đó mà có thể 108 hộp không có suy nghĩ, thì tiếng với tâm phải hợp với nhau mới được. Âm thanh và tâm hồn nó phải hợp với nhau, nó mới có thể làm được. Hợp với nhau nhưng mà nó phải điều hòa cho nó an lạc, chứ không phải hợp mà nó căng thẳng đâu. Nó phải nhẹ nhàng, nó an lạc, mà tâm và tiếng nó hợp. Khi nó hợp được thì cái tiếng nó in trong cái tạng thức sâu lắm. Khi nó in như vậy đó thì từng tiếng, cái tiếng nào cũng như là ngọc, như là ngà vậy. Nó an lạc lắm, mà cái pháp niệm Phật phải đưa vào cái tâm thức thiệt là sâu ở trong đó. Nó in vô trong đó mà, ấn quang rồi nó niệm cho nó in vô trong đó. Nó phải dùng cái tánh nghe, nó phải dùng cái tánh nghe mà in cái câu niệm Phật vào tâm đó. Thì khi mà niệm được như vậy đó,
thì cái câu nó rõ thì không có phiền não, mà thấy thanh thản nhẹ nhàng, giống như đi trên hoa sen, giống như là đi trên mây vậy đó, nó rất là an lạc mà thích lắm, nó thích dữ lắm. Thì niệm như vậy đó, thì câu nào cũng tu như vậy thì ngày ngày đều an lạc. Mà cái thời gian đầu thì khó, như Trương Hiếu nói đó, chỉ có được ba cái hột đầu là được thôi, cái hạt thứ tư là niệm không có được, mà cố gắng thì mấy cái dây thần kinh nó căng thẳng hết, không có cố gắng nổi. Cái đó là tại vì sơ tâm. Tu tới một lúc thì có thể được một chút, tới chừng mà hơi lâu một chút thì thấy không có khó. Khi không có khó có lẽ là mình sẽ dễ dàng rồi đó, có một lúc nào đó mình sẽ đạt chánh niệm. Thì những cái lời dạy của các ngài đó mình thấy mình thích lắm, tại vì câu nào cũng là chân thật hết. À, Phật nói ta Xá Lợi Phất, ta thấy cái lợi ích như vậy cho nên mới nói cho chúng sanh biết. Chúng sanh nào nghe những cái lời nói rồi thì nên phát nguyện sanh sang nước kia. Thì ta thấy đó là ngã kiến, cái chữ chữ Nho gọi là ngã kiến. Ngã kiến đó là chính cái trí tuệ của Phật thấy, có nghĩa là cái công đức của danh hiệu Phật và cái sự lợi ích của vãng sanh đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thấy, chứ không phải là người thường thấy. Cho nên nói ta thấy cái lợi đó, chẳng phải người thường, mấy ông phải tin. Tại vì cái trí tuệ của tôi là Phật, tôi thấy mà làm sao không tin được. Chính ngã kiến mà là chính chính ngài ra, ngài nói ta thấy cái lợi ích đó. Còn thị lợi đó là cái lợi ích đó cho người tu có thể ra ra được cái đời ngũ trược. Ta thấy được cái lợi đó cho nên mới dạy cho các ông tu niệm Phật để mà thoát được cái ngũ trược, để mà được sanh sang tịnh độ, thoát được cái ngũ trược, lên thẳng cái ngôi bất thối. Tại vì cái công đức nó không có thể nghĩ, không có thể bàn. Đó là lời của Phật. Ta thấy chứ không phải người thường thấy, là Phật thấy cái lợi ích của niệm Phật như vậy. Cho nên nếu mà người nào không có nói niệm Phật không có đúng đó thì liền sai với lời của Phật thấy. Tại vì Phật thấy là như vậy mà, không có đụng được, đụng là xuống địa ngục liền. Tại vì đó là trí tuệ của Phật. Ta thấy, chẳng phải ta nghe người ta nói mà ta thấy, phải không? Cho nên mình phải tin tới như vậy, tại vì Phật thấy. Lại nữa, cái lợi ích mà ta thấy đó là chúng sanh ở cõi này khi mà lâm chung thì đều mê muội hết tất cả. Ngày thường tu sao không biết, lâm chung là mê, lâm chung là tán loạn, là điên đảo. Vì cái giờ phút lâm chung đó tâm của chúng sanh lúc nào cũng là điên đảo hết. Ta thấy được, nếu mà niệm A Di Đà Phật đó thì nhờ cái lực của A Di Đà Phật không có bị tán loạn, không có điên đảo. Cái đó là Phật cũng nói như vậy, có nghĩa là chúng sanh mình đó lâm chung là nguy hiểm, tu sao cũng không biết mà lâm chung là nguy hiểm, lâm chung là tán loạn, rất là tán loạn. Lý Bỉnh Nam nói lâm chung là vừa hôn trầm mà vừa suy nghĩ, giống như ngủ mà nó nằm mơ vậy đó, nó ngủ, nó hôn trầm là nó ngủ mà nó đang suy nghĩ. Bởi vậy làm sao mà có chánh niệm được? Bởi vậy đó, trong kinh này Phật nói chỉ có cái cách là nhờ cái sức lực của Phật cộng với cái sức tu của mình mới có thể thoát được cái giờ phút lâm chung thôi, không có cách gì mà thoát được, trừ ra là phải tu tới mà A-la-hán trở lên mới có thể thoát được cái giờ phút lâm chung. Còn không mấy đó là lâm chung liền điên đảo, vì sức của mình không có thể nào và vượt ra được cái giờ phút nguy hiểm đó. Cái sức người không có ai làm được hết, vì cái khúc lâm chung đó, cái cửa ải sanh tử đó không có tự lực mà đi qua nổi, trừ ra một vị Bồ Tát nào đắc đạo Bồ Đề ngay cái kiếp này, giống như ngài Hư Vân, giống như những chư tổ thiền tông thì mới có cái lực đó. Còn người chúng sanh đều không có ai có đủ sức để qua cái cửa ải đó. Cho nên nói ta thấy, thấy sợ lắm. Phật nói mà ta thấy như vậy, vì vậy mới dạy các ông niệm Phật, khuyên các ông nên cầu sanh Tây Phương. Vì nhờ cái sức Phật bên ngoài giúp cho cái sức Phật ở trong tâm, hai cái sức đó ông mới có thể vượt ra được cái chỗ mà lâm chung, mà không có thể nào mà đủ sức để mà vượt qua một mình, không có tự lực nổi. Những người tu hành ngoan cố không có trí tuệ, buồn tuổi không có kết quả, có nghĩa là không có chịu nhờ cái sức của Phật
thì lúc nào cũng phải buồn tuổi mà thôi, lâm chung là nguy hiểm mà, không có thể là làm chủ được. Thì tái sanh một lần đó là cách ấm chi mê tạo bao nhiêu tội nghiệp, khi một lần vào bào thai mẹ rồi quên hết tất cả, không có dễ dàng. Bởi cái cửa ải lâm chung không có thể tự lực được, trừ Bồ Tát thì mới được, người chúng sanh. Bởi vì nó ta thấy ngã kiến, chính mắt Phật thấy như vậy, cho nên nói cho ông biết phải cầu sanh Tây Phương. Vì khi mà lâm chung đó thì ở dưới Ngõ Quế Ngài có nói là nhờ cái lực của A Di Đà Phật mới không có điên đảo được. Những người mà tu ở bên Thiền Tông đốn ngộ thì những người đó là thượng căn thượng trí, rất là chính xác, tiềm tàng rất là vững chắc, nhưng mà lâm chung một chút xíu là tập khí còn đó thì vẫn là không có thoát được cái cửa ải sanh tử. Cũng như là Tô Đông Pha, cũng như là nhiều vị cao tăng ở bên Thiền Tông mà bị đi đầu thai rất là nhiều, thì 10 người thì tổ nói giống như 9 người bị vậy đó. Thiền Tông mà cao cấp chứ không phải Thiền Tông mình lên tới, mà Thiền Tông mà có thể ngồi muốn chết như nào chết đó, mà vẫn còn đi đầu thai. Tại vì một chút xíu tập khí không có trừ đó thì không có cách gì mà vượt qua được cái giờ phút lâm chung đó. Đó là ta thấy, là Phật thấy đó, không có ai vượt qua nổi. Phải đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc bằng A La Hán trở lên thì mới không có sót lại, tập khí không còn. Gọi là giống như là Ngài Lai Quả nói, giống như là có cái ổ mà nó chứa cái nghiệp chướng, bây giờ cái ổ đã bị đập rồi vậy đó, không có cái chỗ nào mà tích tụ nghiệp chướng được nữa. Giống như là cái túi gì đó đựng đồ vậy, cái túi đó đã bị phá rồi thì không có cái chỗ nào để tích tụ đồ được. Người đắc đạo giải thoát là vậy, nghiệp chướng không có chỗ nào mà quy tụ được, cho nên mới tự tại. Còn mình nó quy tụ là hết, không có ai đập nổi nó. Mà cửa ải sanh tử đó là không có ai vượt qua được, cho nên tổ mới nói là Phật thấy được như vậy, biết cái giờ phút lâm chung mấy ông không có thể thoát được, mới dạy cái ông pháp này. Bởi vậy khi mà những người tu Thiền Tông không có chịu nhờ sức Phật, lúc mà lâm chung còn một chút xíu tập khí liền đi đầu thai, lúc mà đầu thai thì sẽ mê muội. Đó là tổ thứ chín nói đó, Bồ Tát còn cách cách cái thân ngủ ấm, từ thân này sang thân khác còn hôn mê, huống chi là người thường. Bồ Tát cũng bị luôn nữa, phải tới bất thối chuyển mới được. Bồ Tát thường là cũng mê luôn, lúc đó nó không có để cho mình làm chủ đâu. Cái lâm chung nó không có một chút xíu gì làm chủ được, mơ mơ mà cầu may ra không có cầu may được đâu. Đó là cái cửa ải rất khó khăn, không có ai vượt qua được, trừ ra những vị cao lắm mới có thể làm chủ được, là phải không còn kiến hoặc và tư hoặc. Bởi vậy người tu mà có niềm tin sâu xa, có cái nguyện rất là tha thiết niệm danh hiệu Phật, thì nhờ cái sức Phật giúp cho cái sức mình, việc là hay lắm. Bởi vậy đó, muốn thoát được cái cửa ải sanh tử đó phải nhờ sức Phật A Di Đà. Cái giờ phút lâm chung đó mới có thể thoát khỏi được cái lúc lâm nguy đó. Tại sao vậy? Tại sao mà có thể thoát được? Vì cái bi nguyện, từ bi nguyện lực rộng lớn của A Di Đà Phật mạnh dữ lắm, cái đại nguyện nó rất là mạnh. Cho nên đó, khi mà chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật thì Phật liền đem hoa sen và hai vị Bồ Tát và thánh chúng liền hiện ra trước mắt. Khi mà các ngài đã hiện ra trước mắt mình rồi thì tâm liền không có điên đảo nữa. Nó được là khi mà mình niệm một câu thì Phật sẽ hiện ra trước mắt, đem hoa sen tới. Thì từ cái lúc mà Phật hiện cho tới lúc mình ra đi, nó có thể là vài giây, có thể là 5-10 giây, có thể là nửa tiếng, không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà cái giờ đó là hết điên đảo, là nhờ cái sức Phật làm cho mình không có điên đảo. Chẳng phải sức của mình, là nhờ cái sự nhiếp, cái đại nguyện của Phật nhiếp thọ, cho nên mới có thể thoát được cái giờ phút lâm chung nguy hiểm mà được ngồi trên hoa sen. Rồi Phật mới dẫn đường cho mình, làm cho mình không có điên đảo, tự tại mà sanh trong ao thất bảo, rất tự tại. Tại vì cái sức của Phật, nếu Phật không có tới tiếp dẫn đó thì mình liền mê muội, mình không có đủ sức. Dù cho niệm Phật giỏi ra cũng không đủ sức, phải Phật hiện ra thì mới được, tâm không điên đảo. Đó là tổ nói nhờ Phật A Di Đà, thánh chúng
an ủi mình, dẫn đường cho mình, cho nên mình mới được không điên đảo. Cho nên người không có niệm Phật thì điên đảo hết tất cả, làm sao mà qua được, không có qua nổi, hết đường đi rồi. Phật Thích Ca nói: ngã kiến tôi thấy chúng sanh cái giờ phút lâm chung có cái khổ thiệt là khổ. Khổ gì? Khổ là cái tâm rối loạn. Đó là Phật Thích Ca nói. Ta thấy cái chúng sanh giờ phút lâm chung là rối loạn. Sở dĩ ta ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên rất là nhiều lần nên phát nguyện cầu giảng sanh đi. Đó là như vậy. Ta khuyên rất là nhiều, tại vì ta thấy được cái lúc lâm chung đó là tâm các ông sẽ điên đảo. Ông là phàm phu, ông sẽ điên đảo. Vì vậy nhiều lần ta cứ khuyên đi khuyên lại mà nhiều người cũng không có nghe, không có chịu nghe. Ngài nói là đắng miệng mà khuyên, khuyên hoài là nên cầu giảng sanh đi, vì cái giờ phút lâm chung đó tâm của ông sẽ điên đảo. Cho nên Ngài đặc biệt muốn mình đó bảo đảm cái việc hết khổ của mình, là Phật muốn cho mình an toàn, không có còn khổ nữa. Cốt ý Ngài nói phát nguyện cầu giảng sanh đi, vì sao vậy? Vì cái nguyện nó có cái sức rất là mạnh, nó đó chính cái nguyện đó mà đưa tới cái sự niệm Phật không có bị bê trễ, không có lười biếng mà rất là tinh tấn. Vì đã hạ quyết tâm cầu giảng sanh đó thì niệm Phật không có chán đâu. Nếu mà có chán thì cái nguyện còn yếu lắm. Nếu mà mình vào niệm Phật đường, mình niệm thấy mệt mỏi, thấy không có tinh thần gì hết thì cái nguyện của mình yếu lắm, không có muốn giảng sanh đâu. Chưa có muốn đâu. Nếu mà người muốn thì không có thấy mệt. Trời ơi, không có kịp nữa mà mệt gì. Ví dụ như vậy. Đó là tại vì cái nguyện đó nó có sức mạnh, nó có thể làm cho ông niệm Phật giỏi, để cho ông thoát được cái sự khổ của ông. Bởi vậy Phật nói đặc biệt là khuyên ông phải phát nguyện, để gì? Để khi mà cái nguyện của ông thành đó, thì cái sự niệm Phật ông rất là giỏi. Vì vậy ông mới có thể thoát được cái giây phút đau khổ nhất của đời ông là lâm chung. Có người hỏi tâm mình đó là tạo ra Phật, tâm mình đó là Phật, sao không dạy niệm cái ông Phật của tôi mà cứ niệm Phật bên ngoài không à? Người ta hỏi ngay như vậy. Tâm tôi tạo ra Phật, tâm tôi là Phật, mà sao không kêu tôi niệm Phật tôi, cứ kêu niệm Phật bên ngoài hoài à? Thì Ngài nói á, Ngài giải thích á, cái pháp môn niệm Phật này là ở chỗ tỏ ngộ tất cả Phật khác là Phật của mình. Nếu mà tu tới thâm sâu thì không có phân biệt Phật tôi và Phật bên ngoài đâu. Ông phân biệt hai thứ rồi, cái đó là Phật bên ngoài, còn ông tạo ra Phật của ông, hai ông Phật khác nhau. Còn cái pháp môn này là không có hai, là tất cả Phật là một 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 Phật thôi, mà ông tự sanh ra hai ông Phật, cho nên nói đó là ông điên đảo, ông đó là tà kiến. Ông ông nó nói tới Phật khác thì đó là tà kiến rồi. Còn thấy có người khác á thì lại tôn trọng cái Phật của ông á, cũng là tà kiến nữa. Tại vì ông thấy hai ông Phật cho nên thành tà kiến. Thấy có mình, thấy có người gọi là ngã kiến. Hai cái thấy đó đều điên đảo hết. Trả lời như vậy. Bởi vì tổ sư mà không có hỏi ngài được đâu, hỏi là hỏi không có được. Ở trong đây nói là bốn lợi ích của tứ tất đàn thì ít có ai giảng ra lắm. À, trong kinh thì nói tứ tất đàn là gì thưa quý vị? Bốn lợi ích của phép tất đàn rất là quan trọng, người tu tịnh tông phải biết. Thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, ba cái sau đó là không có thể tự khởi. Cái thứ nhất là tinh. Bốn tất đàn đó, thứ nhất là tinh. Tin rồi đó mà cái sanh tâm thiện, cầu sanh tịnh độ là cái thứ hai. Cái thứ ba là chán cái cõi ta bà. Cái thứ tư là liễu ngộ vào ý Phật. Bốn cái. Thì Ngài nói đó, phải có cái niềm tin sâu xa thì mới sanh cái tâm cầu sanh được. Cầu vãng sanh, cầu cái thiện tâm cầu vãng sanh đó, nó không thể nào tự nó mà sanh lên được. Nó trước tin là trước tiên là ông phải tin được.
Ông phải tin cái cõi Phật, ông phải tin Đức A Di Đà, ông phải tin được lời của Bổn Sư thì ông mới có thể sanh cái tâm vui để mà phát nguyện giảng sanh. Khi mà ông sanh cái tâm đó rồi đó thì ông mới có thể chán được cái cõi ta bà. Chán được ta bà rồi đó thì hai cái thứ, ba cái thứ đó thành tựu, ông sẽ được về Tây Phương liễu ngộ vào cái Phật lý là tứ tất đàn. Cho nên cầu giảng sanh và chán cõi ta bà và ngộ được Phật lý đó, ba cái đó không có thể tự một mình mà phát khởi được, phải có niềm tin cái ban đầu. Sự trì danh là cầu thấy Phật khác hiện ra, rồi tỏ, mới tỏ ngộ cái lý trì danh thấy Phật mình hiện ra. Bởi vậy nó lý sự giảng rất là hay, không có phải dễ dàng. Mình nếu không học kỹ thì không có biết được. Ngài nói mình tu cái sự trì danh là như mấy bữa trước mình có nói đó, tu cái sự rồi thì sẽ thấy Phật A Di Đà ở bên ngoài hiện ra, phải không? Nhưng mà khi mà Phật A Di Đà hiện ra như vậy đó thì mình mới ngộ được Phật bên trong, là lý trì danh mới thấy Phật của mình được. Nhưng mà ở trước Ngài đã nói hai cái ông Phật đó không phải là hai đâu. Không, nếu mà thấy là hai là tà kiến à. Thấy là một cũng không đúng đâu, mà không có phân biệt được, không có thể là suy lường được đâu. Cho nên lý sự tổ sư điều giảng rất là sâu, không có phải dễ dàng. Cho nên mình thấy A Di Đà Phật và thánh chúng hiện ra, cái lúc đó cũng là tâm Phật của mình hiện ra. Mình sinh sống ở cõi đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ mình thành tựu cái trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà được. Bây giờ lý sự viên dung rồi, giảng tới đây thì lý sự viên dung. Quá cái sức của mình luôn, không có hiểu nổi đâu. Ở bên ngoài và bên trong rất là sâu. Bởi vậy giảng từ từ cái lúc đầu là sự, bây giờ giảng qua cái lý sự, thì cho người ta cái đoạn này là cho những người mà tu hành thâm sâu có thể hiểu thêm. Hiểu chưa được thì tu cái sự trước, từ từ sẽ thâm nhập. Bởi vậy nói là tổ sư thì giảng cho tới cú cánh lắm, không có phải thường. Pháp môn này đó thậm thâm vi diệu lắm. Cái pháp niệm Phật này rất là vi diệu, nó phá hết tất cả những cái hí luận của chúng sanh. Không có hí luận, không có mà bàn tới bàn lui được đâu, không có phải dùng cái sự hiểu biết bình thường của mình có thể hiểu được nó đâu. Nó thậm thâm, nó vi diệu, nó phá hết tất cả ý kiến tà kiến của chúng sanh.